rồi cha dùng tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Có những rồi cha dùng tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Trái tim này đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang nằm hấp hối nghe tiếng sương máu. Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang còn bối rối trong tâm hồn của tôi. Có những rồi cha dùng tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Trái tim này chưa biết vui, trái tim này chưa quen cười, trái tim này đang còn bối rối chưa tìm ra lối. Thế gian này bao đổi thay, thế nên tình em như đùa, mãi mê chạy theo một chiếc bóng đang tìm mình chẳng nàng. Đã tin hay quý ma, đã lường gạt tôi không xuất xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi, chơi yêu gì ảo. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Tuyệt vời.
xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Hà. Quá tuyệt vời anh ơi. Phải nói là trong buổi tối ngày hôm nay, phần trình diễn nào cũng rất là nóng, cũng rất là tràn đầy nhiệt huyết từ những huấn luyện viên, những giám khảo và đều là những ca sĩ rất là kỳ cựu. Nên là khả năng mà họ biến sân khấu có thể nói là thành sân chơi của mình là chuyện rất là đơn giản. À, không biết là khi các thí sinh của chúng ta quay trở lại với chương trình từ những thí sinh đã chia tay tập trước thì không biết là anh đã gặp lại các thành viên của đội cũ của mình chưa? Hồi nãy có ở trọng anh em đã gặp lại nhau và đặc biệt là đã chụp được một tấm hình. Cảm giác mà sau một thời gian mà gặp lại đầy đủ những gương mặt trong đội mình thì không biết như thế nào ạ? Vui vui rồi cũng buồn buồn vì mấy tháng vừa qua thì coi giống như là người nhà. Rồi bây giờ chuẩn bị chia tay, hơi buồn buồn một chút. Không biết nói sao, nó giống như là mình mất đi một cái gì đó. Và xin cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của huấn luyện viên Vũ Hà. Và hy vọng là các thành viên trong đội của anh sẽ luôn luôn gắn bó với anh sau cuộc thi nhé. Xin cảm ơn những tình cảm của các bạn rất nhiều.